Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị đoàn Nghi Sơn tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Công an thị xã Nghi Sơn phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sôi động lễ hội Đình Làng Dừa năm 2021 tại Tổ dân phố Dự Quần, phường Xuân Lâm. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13. Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Nghi Sơn, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể thị xã. Tại trung tâm hội nghị thị xã, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo thị ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, quán triệt các chuyên đề, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó nêu lên những nội dung quan trọng về chủ đề đại hội lần thứ 13 của Đảng, chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững, những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, định hướng nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025. Chuyên đề báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đề cập những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội 12, kết quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ngày thứ hai, tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu được nghe các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, quán triệt chuyên đề chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giới thiệu quán triệt chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giới thiệu quán triệt chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Trên tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy, tại các điểm cầu của 31 xã phường, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức việc nghiên cứu, học tập, triển khai nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả. Có thể nói, đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, trên quy mô toàn quốc bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn cụ thể nên đường truyền đến các điểm cầu cơ sở ổn định, chất lượng. Với những nội dung cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng, từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, các khâu đột phá mang tầm chiến lược được quán triệt sâu sắc sẽ là tiền đề quan trọng, là kim chỉ nam để mỗi đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương mình.
việc nghiên cứu học tập triển khai nghị quyết bằng trực tuyến là một hình thức tiến bộ vừa phù hợp với thực tế hiện nay khi tình hình dịch bệnh COVID đang có nhiều diễn biến phức tạp. Từ những nội dung được tiếp thu, các đảng viên và cán bộ chủ chốt của chi bộ, đảng bộ trực thuộc sẽ tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tư tưởng, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc nghiên cứu học tập triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 được các đảng bộ ở 31 điểm cầu chuẩn bị chu đáo, đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. Vì vậy, các điểm cầu tại các đảng bộ cơ sở đều tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng học qua loa, đại khái, từ đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết, nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3, thị đoàn Nghi Sơn tổ chức lễ tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Dự lễ tọa đàm có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể, nguyên lãnh đạo đoàn qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn đã trình bày lịch sử truyền thống 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chặng đường hình thành phát triển của Đoàn Thanh niên thị xã Nghi Sơn. Theo đó, cùng với sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên thị xã được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1945 với 40 chi đoàn và 1.523 đoàn viên thanh niên. Đến nay, đoàn đã trải qua 20 kỳ đại hội với 16.000 đoàn viên sinh hoạt ở 628 chi đoàn thuộc 51 đoàn cơ sở chi đoàn trực thuộc. Đoàn có đội dự bị hùng hậu gần 45.000 thanh niên trong Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên, gần 37.000 thiếu nhi thuộc 69 liên đội trường học và trên địa bàn dân cư. Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã đã phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia vào quá trình lao động, sản xuất và phát triển kinh tế, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân hơn 70 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm nhận hàng trăm công trình phần việc thanh niên, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thành lập 50 đội hình thanh niên xung kích trên các lĩnh vực an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai. Năm 2021, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã đã đồng loạt tổ chức lễ phát động tháng thanh niên, triển khai thực hiện mô hình đường tranh bích họa, cột điện nở hoa, vườn ươm thanh niên và ra quân chương trình vì rừng xanh quê hương, khởi công và khánh thành công trình đoạn đường thanh niên. Từ đó đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ tọa đàm, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà các bộ đoàn cùng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thị xã Nghi Sơn đạt được trong suốt chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị trong thời gian tới, tổ chức đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn thị xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần xung kích, sẵn sàng nỗ lực rèn luyện phấn đấu và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, nhất là việc triển khai hiệu quả chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thị xã Nghi Sơn trong thời kỳ mới. Hai là kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên để định hướng và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên, tập trung phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa các thông tin tiêu cực, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, cảnh giác trước âm mưu tự diễn biến, tự chuyển hóa.
qua đó góp phần bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ thanh niên thị xã Nghi Sơn giàu lòng yêu quê hương đất nước, có đủ kiến thức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ba là các cấp bộ đoàn, hội, đội phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Thông qua đó tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời giáo dục bồi đắp cho thanh niên, cho đoàn viên thanh niên truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có hoài bão, ý chí khát vọng vươn lên và trang bị kỹ năng sống để những người trẻ tránh xa, không bị ảnh hưởng, tác động bởi những thói hư tật xấu và những tiêu cực trong xã hội. Bốn là khuyến khích tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp để góp phần phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, nhất là khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và của thị xã cũng đã được Trung ương Đoàn lựa chọn làm chủ đề công tác trong năm 2021. Tổ chức đoàn các cấp cần thể hiện rõ vai trò là người bạn, người tổ chức, người hướng dẫn, người đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Trong đó cần chú trọng định hướng, tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, quản trị kinh doanh để có nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp thành công hiệu quả trên quê hương thị xã Nghi Sơn. Năm là tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên vững mạnh cả về chính trị, về tư tưởng và hành động, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên thanh niên ưu tú để kết nạp vào Đảng, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình Vì đàn em thân yêu. Với sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sự quan tâm dìu dắt của các thế hệ cán bộ đoàn qua các thời kỳ, đặc biệt là với những khát khao cống hiến cho cộng đồng và quê hương của từng bạn trẻ, tôi tin tưởng rằng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Nghi Sơn ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn luôn đặt niềm tin kỳ vọng vào thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của quê hương đất nước. Tuổi trẻ thị xã Nghi Sơn hôm nay với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, xung kích, khởi nghiệp, phát triển sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử tốt đẹp, góp phần xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Tuổi trẻ đất Nghi Sơn gian khó chí không sờn, tình nguyện vì quê hương, lập thân và kiến quốc. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cán bộ đoàn viên thanh niên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí cán bộ đoàn viên, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại buổi lễ, đồng chí Trương Bá Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn đã trao bức chướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Nghi Sơn mang dòng chữ Đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, xung kích, khởi nghiệp, phát triển, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Tại buổi lễ, Thị đoàn Nghi Sơn cũng đã tuyên dương 15 gương cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2021. Chiều 28 tháng 3, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn tổ chức khai mạc giải bóng đá các câu lạc bộ thị xã Nghi Sơn năm 2021. Dự khai mạc có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Về phía thị xã có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cùng 350 vận động viên của 17 câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn thị xã. Giải bóng đá các câu lạc bộ thị xã được tổ chức thi đấu từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4. Các đội bóng chia thành 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết.
Giải bóng đá là nội dung thi đấu chính thức đầu tiên trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao Thị xã Nghi Sơn lần thứ 9 và cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá của thị xã Nghi Sơn ngày càng phát triển. Qua giải đấu, thị xã Nghi Sơn sẽ tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc nhất, thành lập đội tuyển, chuẩn bị tham gia giải bóng 7 người tỉnh Thanh Hóa, Cúp Halida năm 2021. Sáng ngày 27 tháng 3, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021. Thượng tá Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tham dự. Theo đó, đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021 được triển khai thực hiện với phương châm hành động, bản lĩnh, trí tuệ, đột phá, hiệu quả. Công an thị xã Nghi Sơn và công an các xã phường sẽ chủ động thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm vững chắc an ninh tôn giáo, an ninh tuyến biển, an ninh nông thôn, an ninh tại khu công nghiệp không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và các vụ việc phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự, vô hiệu hóa âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Tổ chức đợt ra quân, tấn công trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, kiên quyết không để các băng nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc trong dư luận và nhân dân trong dịp bầu cử và trong dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra xử lý lái xe, sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả việc thu thập thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, có gắn chip điện tử, phấn đấu đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, đạt chỉ tiêu cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử theo chỉ đạo của Công an tỉnh và Bộ Công an, qua đó kịp thời giải quyết đáp ứng công việc của nhân dân. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan Thị xã Nghi Sơn tổ chức giải bóng đá mini truyền thống và giao lưu bóng chuyền hơi nữ. Tham dự giải có 4 đội bóng đá nam và 3 đội bóng chuyền nữ của các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc, đoàn khối cơ quan thị xã, với hơn 70 vận động viên tham gia. Trên tinh thần giao lưu thể thao vui khỏe, các vận động viên đã tham gia thi đấu và cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp. Đây là hoạt động nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao chức vô địch bóng đá nam cho đội văn hóa, giải nhì cho đội cơ quan thị ủy và giải nhất bóng chuyền hơi nữ cho đội cơ quan thị ủy. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Và sau đây xin vừa qua, tuổi trẻ Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 Quân khu 4 đóng quân tại phường Nguyên Bình tổ chức giao lưu tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021 với chủ đề Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tới dự có đại diện Đoàn phường Nguyên Bình, lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn cùng đoàn viên thanh niên toàn Trung đoàn. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Phát huy truyền thống đó, tuổi trẻ Trung đoàn 270 luôn nêu cao tinh thần, tích cực, chủ động,
đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các phong trào, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Tuổi trẻ đoàn giới tuyến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giành 3 đỉnh cao quyết thắng. Bên cạnh đó, tuổi trẻ trung đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên. Từ đó, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tại tọa đàm, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 270 cũng đã giao lưu chia sẻ về vị trí vai trò của đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, cảm nghĩ của các chiến sĩ về cuộc sống trong môi trường quân ngũ, tiếp tục phát huy truyền thống xung kích của tuổi trẻ. Những thành tích đã đạt được, phổ biến và nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay để hoạt động đoàn ngày càng có hiệu quả. Ngày 26 tháng 3, trường tiểu học Hải Nhân tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn năm học 2020-2021, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931-26 tháng 3 năm 2021. Ngày hội được tổ chức với các nội dung lễ diễu hành và nghi lễ chào cờ theo nghi thức đội, tổ chức trò chơi kéo co, dẫn bóng xích sắt đá vào côn, đi xe đạp chậm. Ngoài ra, các em còn được giao lưu, thưởng thức tiết mục câu lạc bộ võ cổ truyền Võ Việt Nam đến từ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của đội, đồng thời nhằm tuyên truyền giáo dục cho các em truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, qua đó khơi dậy niềm tự hào, quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đội viên, đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 3 năm 2021, tức là ngày 15 tháng 2 năm Tân Sửu, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Sự Quần, phường Xuân Lâm lại cùng nhau tụ hội, long trọng tổ chức lễ đại kỳ phúc đình làng Dừa. Về dự lễ hội có đại diện lãnh đạo đảng bộ, chính quyền phường Xuân Lâm và con em làm ăn xa quê đang công tác sinh sống khắp mọi miền đất nước. Theo sử sách ghi lại, làng Sự Quần tên nôm là làng Dừa, thuộc Tổng Tuần La, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Sa, từ xa xưa đã có tên trên bản đồ đất Việt. Trải qua hơn 1.000 năm khai cư lập ấp, các thế hệ cư dân làng Dừa đã đoàn kết đồng lòng, đổ mồ hôi công sức, khai phá cồn đống, biến vùng đất sình lầy ven sông Bạng thành xóm làng Trù Phú. Không chỉ làm ra hạt thóc, củ khoai, đánh bắt thủy hải sản, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, người làng Dừa còn rất hiếu học và học hành thành đạt, xây dựng một cộng đồng dân cư giàu bản sắc văn hóa. Trong đó minh chứng sinh động nhất là đình làng Dừa được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 18. Đây là nơi các vị chức sắc và dân làng hội họp, bàn việc trong làng ngoài xã, đồng thời cũng là chốn linh thiêng, thờ các vị phúc thần, nhân thần có công với dân, với nước, được các triều đại phong kiến sắc phong. Từ năm 1923 đến năm 1963, đình làng được chọn làm địa điểm dạy học, khai trí cho dân. Nhiều con em của làng đã tiên phong trong việc học và truyền bá chữ quốc ngữ. Và chính họ đã trở thành người lãnh đạo giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Nơi đây còn là nơi tiễn đưa nhiều con em đi kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Học hành thành tài là nguyên khí, là niềm tự hào của làng về vùng đất, địa linh, nhân kiệt. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử và nhất là sự tàn phá của thời gian, ngôi đình có kiến trúc độc đáo, khang trang bề thế, vào bậc nhất ở vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ thời bấy giờ, không còn nữa. Thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 của Đảng về giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó trọng tâm là xây dựng làng văn hóa thể theo nguyện vọng của nhân dân và được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Năm 2003, nhân dân đã xây dựng lại hậu cung trên nền đất cũ, nghênh đón thần hoàng làng và các vị thần để phụng sự, khói nhang tôn thờ, lễ hội đình làng cũng được khôi phục lại từ đó. Lễ hội năm nay, ngoài phần lễ thể hiện tâm linh của nhân dân trong làng đối với thành hoàng làng
ban tổ chức lễ hội còn tổ chức các trò chơi dân gian như thi bơi thuyền, văn nghệ quần chúng, các hoạt động thể dục, thể thao, bóng đá, bóng chuyền hơi, đi cầu khỉ. Qua đó tạo nên khí thế vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia. Lễ hội Đình Làng Dừa là một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của đông đảo nhân dân trong vùng. Lễ hội còn là dịp để người dân tổ dân phố Dự Quần ngày nay bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ về tiên tổ, cội nguồn, người có công với dân, với nước và sáng lập ra làng, đồng thời nguyện cùng nhau giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa làng quê, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã Hải Hà đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của thị xã, với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Xã Hải Hà được bầu 26 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, có 61 đại biểu được giới thiệu ứng cử, giảm 4 đại biểu so với hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã và đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ vào cái nghị quyết số 1186 của Thường vụ Quốc hội ngày 11 tháng 1 năm 2021 về quy định hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, thì cơ bản chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch và bám chắc vào luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 và các nghị quyết và hướng dẫn về việc là thực hiện theo cái mốc thời gian là bắt đầu là từ ngày 21 cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2021 sẽ tổ chức thực hiện về việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú của các thôn. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã Hải Hà tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử theo kế hoạch đã đề ra. Về trong thời gian tới đấy, thì chúng tôi tiếp tục triển khai các kế hoạch về quy trình các bước theo quy trình hướng dẫn của chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời là tiếp tục triển khai việc viết danh sách và niêm yết cử tri đảm bảo đúng thời gian trước 40 ngày bầu cử theo quy định. Chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức, như băng rôn, khẩu hiệu và lồng ghép tuyên truyền qua các hội nghị tại cơ sở các thôn cũng như là các hội nghị ở cấp xã. Đặc biệt là chúng tôi tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.